Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Trường Vũ ở tuổi 60 vẫn khá bận rộn. Ông vẫn tiếp tục biểu diễn và ghi âm nhạc mới, du lịch khá nhiều. Trường Vũ cũng dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là chăm sóc cho mẹ già. Ông thể hiện sự tận tụy và tỏa sáng trong sự nghiệp âm nhạc với tình yêu mãnh liệt của khán giả hâm mộ. Dù tuổi đã cao, Trường Vũ vẫn phấn đấu và sống cuộc sống đáng sống. Ca sĩ Trường Vũ là một trong những nam ca sĩ tiêu biểu nhất của dòng nhạc vàng tại hải ngoại sau năm 1975. Cùng với Tuấn Vũ, anh là ca sĩ có số lượng bài hát thu âm và băng dĩa nhạc được tiêu thụ nhiều bậc nhất tại hải ngoại. Giọng hát Trường Vũ ấm áp và tình cảm, thể hiện xuất sắc nhiều ca khúc nhạc vàng đã từng gắn liền với các ca sĩ thế hệ trước. Anh đã từng học nhạc từ 2 năm ca, nổi tiếng nhất của nhạc vàng là Duy Khánh và Chế Linh, nên giọng hát cũng mang nhiều ảnh hưởng từ cả hai giọng ca huyền thoại này. Trường Vũ có tên khai sinh là Hình Văn Ngoảnh, sinh năm 1963 trong một gia đình người Hoa gốc Triều Châu tại tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc tỉnh Sóc Trăng. Anh mê âm nhạc từ nhỏ, khi còn ở Việt Nam đã thường xuyên nghe và hát theo các bài nhạc vàng từ các băng nhạc thu âm cũ của hai giọng ca thần tượng Chế Linh và Duy Khánh, là hai người ảnh hưởng nhiều nhất đến sự nghiệp của Trường Vũ sau này. Năm 20 tuổi, Trường Vũ tìm đường ra nước ngoài định cư. Anh sống ở Malaysia một năm trước khi đến Mỹ. Trước khi đến với sân khấu ca nhạc, anh phải đi làm phụ nhà hàng với mức lương ít ỏi, chỉ vài trăm đô một tháng. Tại đây, anh làm những công việc như phụ bếp, rửa chén, lau nhà và hầu hết những công việc lặt vặt trong nhà hàng suốt từ 5 giờ sáng đến tận 10 giờ tối mới được về. Trong những ngày đầu trên xứ người, Trường Vũ gặp rất nhiều khó khăn vì không có rành tiếng Việt, chỉ nghe hiểu được những từ đơn giản. Ngôn ngữ giao tiếp chính của anh vẫn là tiếng Triều Châu và tiếng Quảng Đông. Thời gian bắt đầu chập chững bước vào nghề ca hát, Trường Vũ may mắn được một người bạn gái người Việt bên cạnh để giải thích cho anh ý nghĩa của những ca khúc nhạc vàng chuẩn bị thu âm. Cô người yêu đó cũng là người giúp Trường Vũ học thành thạo tiếng Việt và khuyến khích anh theo đuổi sự nghiệp. Trong thời gian đó, Trường Vũ cũng đã theo học với ca sĩ Duy Khánh trong 5 năm, được danh ca này hướng dẫn về phần nhạc lý và phát âm. Thời gian sau đó, Trường Vũ cũng may mắn được Chế Linh chỉ dẫn thêm về phần giữ hơi và luyến lấy. Vì vậy, khi nghe Trường Vũ hát, người ta thấy thấp thoáng giọng hát của cả Chế Linh và Duy Khánh, thậm chí là một số người không quen nghe nhạc vàng còn không phân biệt được giọng hát Chế Linh và Trường Vũ. Khi đã ngoài 30 tuổi, sự nghiệp âm nhạc của Trường Vũ mới bắt đầu rực sáng nhờ được ca sĩ Trung Tử Lưu phát hiện, mời về cộng tác với hai trung tâm Phượng Hoàng và Ca Dao, nơi Trung Tử Lưu đang làm biên tập nhạc. Chỉ riêng hai trung tâm này, Trường Vũ đã thu âm đến gần 80 dĩa nhạc, chứng tỏ sự ăn khách của giọng hát này tại hải ngoại những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000. CD riêng đầu tiên của Trường Vũ được trung tâm ca dao phát hành mang chủ đề Thương Tình Nhân vào năm 1996 với các ca khúc nhạc vàng nổi tiếng xưa, đưa tên tuổi anh đến với công chúng, Tình Như Mây Khói, Đưa Em Vào Hạ, Nó, Con Đường Xưa Em Đi, Linh Hồn Tượng Đá. Từ sau năm 2000, Trường Vũ bắt đầu cộng tác với những trung tâm âm nhạc lớn nhất hải ngoại là Vân Sơn, Thúy Nga, Asia. Cho đến nay, Trường Vũ đã thu âm hơn 1.000 ca khúc, nằm trong top những ca sĩ thu âm nhiều bài hát nhất cho đến nay. Trường Vũ đặc biệt nổi tiếng với những ca khúc nhạc vàng mang chủ đề nghèo hoặc thất tình như các bài hát Đám Cưới Nghèo, Thân Phận Nghèo, Nghèo Mà Có Tình, Không Giờ Rồi, Hai Bàn Tay Trắng và nhạc lớn như Rừng Lá Thấp, Bông Cỏ Mây, Biển Mặn, Chúng Mình Ba Đứa, Nó Và Tôi. Năm 2006, Trường Vũ được cấp phép về Việt Nam biểu diễn, nhưng anh rất khi tổ chức live show trong nước. Theo lời Trường Vũ giải thích là vì anh không bao giờ hát nhép, chỉ hát live, nhưng điều kiện để hát live thì không phải nơi nào cũng đáp ứng được. Chỉ có một số sân khấu ở các tỉnh thành lớn, còn vùng nông thôn chi phí thấp nên không đáp ứng được dàn nhạc để hát live, nên anh không thể hát dù có tâm nguyện lớn là được hát ở khắp mọi miền quê. Từ năm 2016, Trường Vũ có nhận lời ngồi ghế nóng trên một ghế show của truyền hình Đài Vĩnh Long. Hiện tại, ngoài công việc đi hát, Trường Vũ dành thời gian để chăm chút vườn cây tại nhà hoặc cùng con nấu con ăn. Trước đây, Trường Vũ rất ít khi chia sẻ về gia đình trên truyền thông, trong một lần anh tiết lộ rằng vợ là người đã hy sinh rất nhiều để anh có được ngày hôm nay. Trên kênh YouTube, Trường Vũ hay chia sẻ những video anh trổ tài nấu những món ăn đặc sản của quê nhà hoặc ghi lại không khí thường nhật của gia đình, đặc biệt là trong những ngày lễ quan trọng. Hiện tại Trường Vũ đi hát ít dần để dành thời gian cho gia đình, chủ yếu là hát cho cộng đồng, chùa, đồng thời anh chỉ hát vào cuối tuần và hát thêm vào những ngày lễ. Anh cho biết cuộc sống hiện tại tương đối thoải mái, ổn định, nhưng không phải là giàu có như lời đồn thổi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.